gì nữa. Tôi không hóa xong nhiều quá. Xong 48 ra đời. Còn như vậy nó, nếu mà nó nhìn vô vậy nó biết công ty mới thành lập đúng không? Còn nhìn vô số hóa đơn là biết hết đúng không? Trừ khi em xài hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử hả? Nếu điện tử thì nó sẽ quay lại về số 0, em nghĩ là vậy. Có thể là xem hóa đơn được chụp lại. Nó biết cái tầm của công ty liền đúng không? Công ty là xuất mấy ngàn hóa đơn là thấy bị lớn này. Nè, hóa đơn của chụp mới 06 nè. Bao nhiêu? Hóa đơn điện tử nè, mới 06 nè. VNF 197 rồi. Ok. Không, cũng lâu rồi. Mới hàng Việt mày mới có 3 ngàn mấy rồi ta? 3 ngàn mấy. Giấy đúng không? Ừ. Hoặc là có thể là hàng Việt ngày xưa là ở Nguyễn Công Trứ. Xong nó đổi thành Nguyễn Thái Bình nên nó sẽ làm cái tập hóa đơn mới. Nó in lại. Nó thay ấy thì có thể là không giữ được. MC là nhiều. MC giờ đủ chắc. MC của MC mới hóa tiền tẩy đầu năm này. Đi. Mà nó sắp thôi đồ. Rồi. Đây. Mà nói sao ta? Hả? Mà em vào trễ. Sao? Mày nghĩ hàng bị Việt đưa hàng cho nó đó. Ghé hàng bị Việt đưa hàng. Sao? Xuyên lại trễ. Vào trễ đúng không? Ừ. Thì nói đi thăm tu hàng bị Việt. Mà mai có thể nó không có lợi. Đúng quá, hàng FMC 6.491 rồi. Bình thịt má mới đây thôi người thịt nó đi khách mẹ đi quan làm việc cái gì đó ăn với việc.
đi chơi lên mà đi chơi chơi em sao mà lại tìm gì sắc cái nào.